Hà Nội trong ngày mưa rét 14 độ C. Cuối tuần, nhiệt độ ở Hà Nội xuống thấp khoảng 14 độ C, kèm theo mưa nhỏ. Đa số người dân ra đường với áo mưa choàng kín, khăn len và áo ấm. Không khí lạnh thay đổi đột ngột kèm theo mưa nhỏ khiến nhiệt độ tại Hà Nội trong ngày 24 tháng 2 xuống thấp chỉ còn 14-18 độ C. Trời mưa khiến giao thông buổi sáng cuối tuần đông đúc hơn thường lệ. Phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, lúc 6 giờ hàng ngày đông đúc người tập thể dục, sáng nay chỉ lác đác vài người. Khoảng 7 giờ, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội khoảng 14 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực vùng đồng núi Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng ghi nhận mức nhiệt phổ biến từ 11-14 độ C. Những giờ qua, nhiệt độ tại các khu vực trên giảm sâu, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Hàng trà nóng ven đường đông khách hơn so với thường lệ. Một người điều khiển xe máy vội đeo găng tay khi chờ đèn đỏ trên phố Cát Linh, quận Đống Đa. Khoảng 8 giờ, nhiệt độ ở ngưỡng 15 độ C, kèm mưa phùn khiến người đi đường có thể cảm nhận rét buốt rõ rệt. Đa số người đi bộ trên phố mặc những chiếc áo khoác dày trùm kín người để tránh gió lạnh. Đường Nguyễn Trãi lúc 9 giờ do ảnh hưởng của mưa rét, các phương tiện di chuyển chậm để tránh trơn trượt và gió lạnh. Dự báo từ ngày mai 25 tháng 2, thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ ban ngày dao động trong khoảng 19-20 độ C, ban đêm dao động trong khoảng 17-18 độ C. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị 08 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công an nghiên cứu làm thủ tục xuất nhập cảnh trực tuyến thông qua nhận diện khuôn mặt Face ID và hộ chiếu điện tử e-passport, tạo thuận lợi cho du khách. Cũng theo chỉ thị, các cơ quan cần xem xét thí điểm việc cấp thị thực cửa khẩu trên cơ sở xét duyệt nhân sự tại chỗ cho khách du lịch quốc tế, báo cáo Thủ tướng trong quý 2. Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu mở rộng danh sách miễn thị thực đơn phương, thí điểm miễn thị thực trong thời gian ngắn hạn từ 6 tháng đến 12 tháng cho khách du lịch từ một số thị trường có quy mô lớn, chỉ tiêu cao. Thí điểm cấp thị thực dài hạn nhập cảnh nhiều lần từ 12 tháng đến 36 tháng để thu hút các phân khúc thị trường khách du lịch cao cấp, khách nghỉ hưu có khả năng chi tiêu cao đến từ một số thị trường mục tiêu như châu Âu, Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, Ấn Độ và một số khu vực Trung Đông. Từ 21 giờ tối ngày 23 tháng 2 tức 14 tháng Giêng, dòng người đổ về đền Trần Nam Định dự lễ khai ấn mỗi lúc một đông. Bất chấp thời tiết mưa lạnh, nhiều người dân đứng ngồi vạ vật 3 đến 4 tiếng trong đêm chờ đến giờ được phát ấn đền Trần lúc 5 giờ. Trong thời gian diễn ra lễ khai ấn, lực lượng chức năng lắp hàng rào từ xa để đảm bảo an ninh. Nhiều người dân vái vọng phía trước rào. Sau khi hoàn thành nghi lễ khai ấn từ 5 giờ sáng ngày 15 tháng Giêng, bắt đầu phát ấn cho nhân dân và du khách. Lực lượng chức năng chỉ mở những lối đi nhỏ cho người dân vào làm lễ. Hàng nghìn người dân đứng đội mưa chờ bên ngoài chờ đến lượt vào đền. Để đảm bảo an ninh an toàn cho lễ khai ấn năm nay, Công an thành phố Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hơn 2.800 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đền Trần. Gần 70 chốt bảo vệ cùng 8 tổ kiểm tra, tuần tra, giải quyết trật tự giao thông, phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy, mất an toàn. Lễ hội khai ấn đền Trần đầu xuân ở Nam Định là một tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần, Phủ Thiên Trường xưa với ý nghĩa cầu mong quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Tối ngày 23 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn đề nghị các tỉnh thành dừng tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên thí sinh có giải học sinh giỏi, chứng chỉ IELTS và tương đương vào lớp 10 công lập. Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh một số địa phương công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 áp dụng hình thức cộng điểm ưu tiên, xét tuyển thẳng các thí sinh sở hữu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS từ 4.0 trở lên. Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, thí sinh được tuyển thẳng lớp 10 công lập nếu thuộc một trong bốn nhóm: học trường phổ thông dân tộc nội trú, là người dân tộc rất ít người, là người khuyết tật đạt giải quốc gia quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, khoa học kỹ thuật. Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ với các tỉnh đã phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông chưa đúng quy định về tuyển thẳng, chế độ ưu tiên thì phải điều chỉnh và thông báo công khai. Bộ cho biết sẽ kiểm tra thanh tra về việc tuyển sinh lớp 10 tại một số địa phương. Thông tin từ cảng hàng không quốc tế Nội Bài, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lưu lượng vận chuyển quốc tế qua cảng tăng cao. Ngày cao nhất đã có 233 lượt chuyến bay quốc tế, gần 38.000 lượt hành khách đi và đến trên các chuyến bay quốc tế qua sân bay, vượt qua ngày cao nhất của năm 2019, thời điểm trước dịch COVID-19, tới 37.000 lượt khách. Trong tuần sau Tết, sân bay đã phục vụ 94.100 lượt khách mỗi ngày, tăng 19% so với tuần trước đó. Riêng khách quốc tế tăng 14%, đạt trung bình gần 36.000 lượt mỗi ngày.
Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận trong 7 ngày Tết, các hãng hàng không trong nước vận chuyển 633.000 lượt khách các trạng quốc tế, tăng gần 49% so với cùng kỳ năm trước. Hiện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách T2 để nâng công suất phục vụ từ 10 triệu hành khách lên 15 triệu hành khách mỗi năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2016. Liên quan việc một người dân quận Mê Linh, Hà Nội trúng đấu giá hơn 4 tỷ đồng 1m2 cho thửa đất 102m2 sau đó xin rút lại cọc vì nhầm lẫn, ngày 23 tháng 2, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan hoàn thiện hồ sơ trả lại hơn 600 triệu đồng tiền cọc cho người này. Trước đó, tại phiên đấu giá đất cuối cùng của năm 2023 ở huyện Mê Linh, người đàn ông kể trên đã trả 4,28 tỷ đồng 1m2, cao hơn 142 lần giá khởi điểm cho thửa đất 102m2 tại xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Người này cho biết đây là lần đầu đi đấu giá quyền sử dụng đất nên tâm lý hơi căng thẳng và cuống nên ghi nhầm. Ngoài ra, mức giá 4,28 tỷ đồng được anh tính cho cả thửa đất chứ không nghĩ quy định cuộc đấu giá trên là tính trên mét vuông nên dẫn tới sự nhầm lẫn trên. Người đàn ông sau đó đã làm đơn đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh xem xét trả cọc thửa đất do nhầm lẫn khi trả giá. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Mê Linh sau đó cũng đã xác minh nội dung trong đơn, có văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị xem xét xử lý vụ việc thấu tình đạt lý trên cơ sở quy định pháp luật. Bộ Công an đang lấy ý kiến các cơ quan đơn vị về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Trong đó đáng chú ý về hành vi cấm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Bộ Công an cho rằng cần duy trì nồng độ cồn bằng không với lái xe do điều kiện giao thông và văn hóa tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam rất đặc thù. Thế nhưng việc này cũng khiến không ít người dân và chuyên gia bày tỏ sự băn khoăn. Xử lý vi phạm nồng độ cồn thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo tính răn đe và hình thành thói quen sâu rộng đến người dân. Điển hình, chỉ trong 7 ngày Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 29.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua đó, nhiều người đã tự nhắc nhau, đã sử dụng rượu bia thì không lái xe. Thế nhưng khi được hỏi, một số người cho biết việc quy định nồng độ cồn bằng không như hiện nay là khá cứng nhắc và cũng lo ngại việc phát sinh nồng độ cồn không đáng có. Quan điểm của tôi thì là một lái xe, chủ trương của nhà nước cấm nồng độ cồn là đúng. Thực tế là nó đảm bảo an toàn giao thông cho tất cả mọi người tham gia giao thông. Nhưng với những cái trường hợp mà như theo tôi được biết ấy, là nồng độ cồn về không mà thổi mà có nồng độ cồn lên, những trường hợp mà nồng độ cồn mà ăn hoa quả gì đấy mà nó lên thì có thể cho người ta nghỉ ngơi 15-20 phút uống nước gì đó hoặc test bằng một máy khác nữa. Nếu như kết quả đúng có cồn thật sự thì người ta gọi là tâm phục khẩu phục ở chỗ đó. Nếu mà về bằng không thì thực trong trường hợp này thì em nghĩ là nó cũng phải có một số vấn đề. Thì thứ nhất là anh em lái xe thì có thể ăn uống nó không được điều độ, có thể ăn hoa quả, có thể uống cái chai nước thì có thể nó lên men, mà khi tham gia mà nó có một chút, nếu mà bảo là về bằng không thì nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh em. Thì có thể là cái cơ thể con người, mỗi người có một cái chịu đựng, cái tiêu hóa nó khác nhau, có thể người không tiêu hóa hết sinh men thì nó sẽ lên cái nồng độ cồn đấy. Thì theo em thì cái đấy nó cũng không được hợp lý cho lắm. Với việc không đặt hạn mức vi phạm nồng độ cồn thì đối với những tài xế dù vi phạm ở mức rất thấp cũng đều bị xử lý.